hiện tại đang là 10 giờ trưa ngày 29 tháng 8 năm 2019. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Trên màn hình thì hiện tại là một chiếc cuốn thư câu đối. Đây là một sản phẩm hàng rất là VIP và đặc sắc của chúng tôi. Thì bộ này thì chúng tôi đã hoàn thiện cho làm theo yêu cầu của bác Trường ở Hà Nội. Thì bác sản phẩm này là bác lấy mộc Cung Sơn. Nay tôi hoàn thiện rồi, tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo, cũng như là giới thiệu về cái độ chi tiết và đặc sắc của bộ cuốn thư này. Thì đây là một sản phẩm đúc tay hoàn toàn 100% đúc tay thủ công và được những người thợ hàng đầu của chúng tôi đục chạm. Thì là tôi sẽ giới thiệu qua về quý vị có thể thấy là được cái độ chi tiết cũng như là độ tỉ mỉ của bộ cuốn thư này. Chúng tôi làm từ những cái bông hoa cho đến những cái nụ hoa được gọt rất là kỹ. Thì là vì sao tôi gọi hàng VIP là như vậy. Đây quý vị có thể thấy từ những cái đường tách hay là những cái hoa tiết này, hoa văn này, chúng tôi làm rất là kỹ và nó kênh bong lên. Đây quý vị có thể thấy là tôi có thể luồn tay được vào những cái cành hoa này. Toàn bộ sản phẩm này luồn tay được này. Đây là sản phẩm cực kỳ là kỹ và đặc sắc của chúng tôi. Kênh bong, moi móc chi tiết, như độ hoàn thiện rất là cao. Thì chúng tôi chỉ bàn giao mộc thôi. Nó đã đẹp như này thì khi quý vị sơn hoàn thiện lên sẽ đẹp hơn rất nhiều. Từng những cánh hoa này, từ những cái nụ hoa, nhị hoa này thì là được làm rất là kỹ, cầu công và tỉ mỉ này. Quý vị có thể phân biệt được những cái sản phẩm hàng đặc sắc với những cái sản phẩm hàng thông thường. Để làm được những cái sản phẩm như này thì là chúng tôi sẽ mất rất nhiều công. Như bông hoa hồng ở giữa này cũng như vậy này, rất là đẹp và nét, độ nét rất là cao. Sản phẩm thì làm từ 100% là chất liệu gỗ vụ. Bộ cuốn thư này thì được đục chạm chữ theo yêu của bác thì là chữ Tổ Thiệu Tôn Bồi theo yêu cầu của khách hàng, được theo yêu cầu khách hàng. Còn bên này là hai đôi câu đối, hai đôi câu đối này cũng vậy, thì hai câu đối này là chữ là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh, còn một bên là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Đó, chữ này chúng tôi cũng làm theo yêu cầu của khách hàng luôn. Toàn bộ câu đối cũng là gỗ chọn lọc và sạch sẽ, không có vết vát gì cả. Thì đây là hàng VIP rồi, rất là đẹp, hàng đẳng cấp. Tôi lướt qua một lần nữa chi tiết cho quý vị xem và chiêm ngưỡng. Thì một lúc nữa thì tôi sẽ để cái đường dẫn về ảnh chi tiết hơn của bộ cuốn thư này ở bên dưới video thì quý vị có thể xem lại được. Kênh bong, kênh bong. Tôi xem, tôi cho nghiêng máy quý vị đấy. Cái luồn lách này làm rất là lâu công và kỳ công. Quá là tỉ mỉ, quá là đẹp. Ngoài ra thì bác đặt chúng tôi một bộ trường kỷ gỗ gỗ nữa, cũng là một sản phẩm hàng VIP. Thì tôi sẽ quay ở một video khác. Thì có thể vào kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám để xem được những video mới nhất chúng tôi quay lên. Mọi chi tiết thì quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại là 0987 51086, website đồgỗtùng8.com. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và bác khách hàng này thì ở tại thành phố Hà Nội. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé.